nằm trong chuỗi hoạt động các công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 24 tháng 1, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tổ chức lễ khánh thành và trao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Cầm, thôn Bắc Trại, xã Vân Xuân. Dự lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Văn Đăng Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Hộ gia đình bà Lê Thị Cầm thuộc hộ khó khăn, bà đã 75 tuổi nhưng vẫn phải nuôi hai người cháu còn nhỏ. Được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và lòng hào tâm của nhà tài trợ công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, hộ gia đình bà Cầm đã được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết với số tiền 120 triệu đồng. Sau thời gian thi công, công trình nhà đại đoàn kết ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thiện với đầy đủ các phòng, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày được hoàn thiện, mua sắm. Tổng kinh phí xây dựng công trình là trên 250 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc tới các hộ gia đình, chân thành cảm tạ tấm lòng hào tâm, sự chia sẻ khó khăn đối với các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phát huy hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo, huy động nguồn lực xã hội, giúp các hộ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương tại lễ bàn giao đại diện hộ gia đình đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn cùng cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã chung tay giúp đỡ các gia đình có ngôi nhà mới khang trang